Được rồi, bây giờ mình cần tạo thêm một số vật dụng cần thiết sử dụng trong nhà nữa. Đây, đây, Speakerman thợ mộc. Không hay rồi, không hay rồi. Ồ, là Speakerman Lay mà. Cậu tới đây có chuyện gì vậy? Tịch, tịch khốn kiếp đó lại hành hạ, đánh đập chúng tôi. Hắn ép chúng tôi phải xây cho hắn một tòa lâu đài to lớn. Nhưng chúng tôi chỉ biết đánh nhau, làm gì biết xây dựng chứ. Cái gì chứ? Hắn bắt các cậu làm nô lệ, đi xâm lược nơi khác chưa đủ hay sao? Bây giờ còn bắt các cậu xây dựng. Khốn kiếp thật. Để tôi đi tìm hắn nói lý lẽ. Cậu hãy phụ tôi đem những vật dụng này về giùm. Sao? Còn đứa nào dám cãi lời của tao nữa? Lũ Speakerman chúng mày đúng là một bọn vô dụng. Có một tòa lâu đài mà chúng mày cũng không làm được là sao? Làm ơn đừng hành hạ chúng tôi nữa. Chúng tôi đâu biết xây dựng gì đâu. À đúng rồi. Trong lò Speakerman chúng tôi có một thợ mộc. Cậu ta sẽ giúp ngài xây tòa lâu đài. Vậy à? Hắn đâu? Mộc kêu tới đây cho ta. Ta tới rồi đây. Ngươi đừng làm hại đồng lõa của ta nữa. Ồ, cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ có tác dụng. Mau lên, xây dựng cho ta một tòa lâu đài khổng lồ ở vùng đất này. Khốn kiếp, những đồng lõi của mình. Tình trách tiệt kia. Lời của ta không có lỗi với ngươi, không có thù có oán với ngươi. Tại sao ngươi lại ép bọn ta tới mức đường cùng như vậy? Hả? Tình thờ mộc này, ngươi đừng nghĩ có chút tác dụng dám lên mặt với ta. Để ta nói cho ngươi biết, thế giới này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Ta giết chết chúa tể của các ngươi, bắt các ngươi làm nô lệ, thì các ngươi phải trở thành thuộc hạ của ta. Này, Speakerman thợ mộc ơi, mau xây dựng cho hắn tòa lâu đài đi. Nếu không hắn sẽ tiếp tục giết chúng tôi mất. Được rồi, nhưng sẽ cần rất nhiều gỗ. Bây giờ ta phải đi tìm những gốc cây to lớn để lấy một số lượng lớn về xây tòa lâu đài cho ngươi. Nhanh lên tụi bay, mau chi ra, phải tìm bằng được hắn. Cơ thể của hắn bị thương nặng rồi, chúng ta sẽ ăn thịt hắn. Đây rồi, một khu rừng với rất nhiều gốc cổ thụ thật to. Hả? Lũ khốn kiếp gì kia? Chết tiệt, là lũ bồn cầu gỗ. Hả? Đằng này xuất hiện một tên Speakerman. Chết tiệt, hắn tới đây định giành thức ăn của chúng ta kìa. Ta tới đây không phải là để giành cái gì đó với các ngươi, mà ta tới đây để tìm những cây gỗ lớn. Nhưng thấy lũ bồn cầu gỗ xấu xa của các ngươi chiến ăn thịt những Speakerman chết của bọn ta, ta không thể nào tha thứ. Hôm nay sẵn tiện ta sẽ diệt sạch các ngươi. Chạy đi. Bọn ta không có ý đâu. Bọn ta không có ý ăn xác của chúa tể các ngươi đâu. Ủa, bọn chúng đang nhắc tới ai vậy? Mình chẳng hiểu gì cả. Thôi được rồi, mau nhanh chóng đi thu thập những cây gỗ lớn về làm tòa lâu đài cho tên đáng ghét kia. Nếu không, hắn sẽ hại đồng loại của mình tiếp tục mất. Chết tiệt, hình như trong gốc cây vừa văng ra thứ gì đó. Là chú tể của mình mà. Tại Speakerman. Không, sao ngài lại ở đây? Là một Speakerman nhỏ à? Ta không may bị một tên Titan G-Man đánh bị thương nặng. Sau đó, ta cố gắng bò về nhà, nhưng thật không ngờ bị lũ bồn cầu gỗ này xé xác ăn thịt. Ta chịu không nổi nên trốn vào gốc cây kia. Cái gì chứ? Tiệt là tội nghiệp cho ngài. Đúng rồi, tên Titan G-Man khốn kiếp đó, sau khi đánh bại ngài, hắn đã bắt chúng tôi làm nô lệ phục vụ cho hắn. Gì chứ? Khốn kiếp. Mau lên, ăn lấy người của ta. Rồi hãy dùng sức mạnh của ta đi giết chết thứ đó, giải phóng cho loài của chúng ta. Tôi hiểu rồi. Trời đất quỷ thần ơi, không lẽ đây là sức mạnh của chúa tể Titan Speakerman đã truyền cho mình hay sao? Tuyệt vời quá.
Được rồi, nhanh quay về thôi nào. Quay về nhà thôi nào. Tên khốn đó đã đi gần cả tuần rồi mà còn chưa về. Ồ, các ngươi bao che cho hắn bỏ trốn hay sao? Xin ngài, xin ngài đừng chút giận lên chúng tôi. Chúng tôi không biết. Mẹ kiếp chúng mày, hắn còn chưa về ngày nào thì ta sẽ giết các ngươi ngày đó. Xin biết cái mẹ cao mộc, cậu ở đâu rồi? Mau về đi. Tài tạch chi mẹ, tình khôn, mau dừng tay lại, đừng sát hại đồng lợi của ta. Hả? Kẻ nào vậy? Chết tiệt, ngươi là ai? Là ta đây, Speakerman thợ mộc đây. Nhưng bây giờ ta đã biến thành một tay tạch Speakerman chế tạo rồi. Mẹ kiếp, thì ra là ngươi. Ngươi nói đi tìm gỗ về xây lâu đài cho ta. Tại sao ngươi lại thành ra thế này? Ta đã gặp được chúa tể của mình. Ông ấy đã kể tất cả những tội ác của ngươi cho ta nghe. Đồng thời, ông ấy đã hy sinh thân mình, truyền lại năng lượng cho ta, để ta trở nên to lớn khổng lồ như thế này. Đến lúc rồi, ta sẽ lấy cái mạng khốn kiếp của ngươi để đền tội lại cho loài của ta. Cái gì? Tên phản bội này, ngươi dám chống lại ta à? Chết tiệt, ngay cả chúa tể của ngươi còn bị khuất phục dưới tay của ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể đối đầu với ta được à? Đúng, ngươi nói không sai. Ngươi rất mạnh, nhưng chúa tể của ta đã cho ta biết điểm yếu chết người của ngươi rồi. Xuống địa ngục chịu tội đi. Cái gì chứ? Này, các cậu không sao chứ? Chúng tôi ổn. Vậy thì hãy cùng tôi xây dựng lại thế giới của chúng ta nào. Nhìn kia, có thứ gì đó to lớn khổng lồ rớt xuống thành phố của chúng ta. Cậu kịp, đây là đâu thế này? Đây là hành tinh của loài Speakerman. Còn ngươi là ai? Hành tinh Speakerman à? Sao nó phát triển vậy? Ta cũng là một phiêu trò tại thành Speakerman đây. Đúng vậy, thành phố này do chúa tể của chúng tôi một tay xây dựng nên đó. Ông ấy rất tuyệt vời. Được rồi, những Speakerman nhỏ bé kia, mau về lo công việc của mình đi. Còn tên này, để cho ta xử lý. Chúa tể của chúng ta, chúng ta biết rồi. Chúng ta đi đây thưa ngài. Cái gì? Ngươi là chúa tể nơi này? Ngươi thật lợi hại. Đừng làm ơn, giúp đỡ ta. Này, ngươi có thật sự là Future Titan Speakerman không? Rõ ràng, ông ấy rất mạnh. Ông ấy cùng với hai đồng đội của mình là những chiến binh bảo vệ vũ trụ cơ mà. Đúng, nhưng đó là chuyện năm xưa. Bây giờ bọn ta đã già rồi. Đã vậy, bọn ta còn gặp sự cố nên đã cách xa nhau. Giờ ta không biết hai đồng đội chỉ còn sống hay đã chết. Ta quay về trái đất quê hương của mình. Nhưng mấy năm nay trái đất đã xảy ra chuyện về lũ quái thú khổng lồ. Ta đánh không lại bọn chúng nên bay khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ thì tới đây. Vậy được rồi, để ta tới hành tinh gọi là trái đất của ngươi giúp đỡ nơi đó. Khoan đã, lũ quái thú ở đó rất mạnh. Ngươi hãy hút lấy năng lượng của ta, coi như là phần quà đền đáp công ngươi giúp đỡ. Ông nói cái gì chứ? Ông hãy ở đây nghỉ ngơi đi. Không, ta già quá rồi. Ta không muốn sức mạnh của mình bị kẻ khác lấy mất. Ngươi là một tay tình tốt, ngươi xứng đáng có được nó. Này, chết tiệt thật. Vậy được rồi, tôi sẽ nghe theo lời chăn chối của ông. Wow, nhìn kìa, chúa tể của chúng ta trở nên to lớn khổng lồ rồi. Thật là ngầu quá đi. Sức mạnh này thật khủng khiếp kinh hoàng. Hay lắm. Được rồi, các con cháu của ta, hãy ở lại canh giữ hành tinh. Ta sẽ đi giải cứu trái đất đi. Chết đi, lũ sinh vật đáng ghét ở đây. Ta sẽ biến nơi này thành hành tinh chết. Cứu chúng tôi với. Phương trời tái tạch, ngài ở đâu rồi? Cuối cùng cũng tới. Chết tiệt, lũ khốn kiếp quái vật khổng lồ kia, các
ngươi đừng làm hại những sinh vật vô tội ở trái đất này. Tên khốn nào xuất hiện nữa kìa, sao giống như tên lần trước vậy? Gì thế này? Sao một bầy quái vật lại tập hợp biến thành một con chứ? Không lẽ là phân thân của ngươi hay sao? Không sai, đó là năng lực của ta. Nhưng khi ta hợp thành một thế, sức mạnh ta sẽ tăng gấp trăm ngàn lần. Đến lúc rồi, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi, giảm cản đường ta. Mày kia, thứ này thật khốn khiếp. Mình chưa bao giờ cảm nhận sức mạnh nó đến như vậy. Chết tiệt, chết tiệt. Nhưng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Ta không để thua sư xấu xa như ngươi. Chính nghĩa công lý sẽ luôn giành chiến thắng. Chết tiệt. Ngươi khá lắm. Nhưng hãy xem sức mạnh cuối cùng của ta đây. Ngươi không giết được ta bằng chiêu cuối cùng đó thì tới phiên ta sẽ kết liễu ngươi. Hổ kiếp, cuối cùng cũng giải thoát cho trái đất đây rồi.